Audio Hà Nội TV xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày nay, loa siêu trầm là sự lựa chọn hàng đầu nếu Audiophile muốn cải thiện giải âm trầm cho hệ thống âm thanh của họ. Mới đây, thương hiệu Emotiva đến từ Mỹ đã tung ra mẫu loa subwoofer mới có tên là Emotiva Emotive RS13. Được trang bị sẵn âm ly, cung cấp khả năng tái tạo giải trầm vô cùng ấn tượng. Trong video này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thiết kế và hiệu năng của loa subwoofer Emotiva Emotive RS13. Thưa quý vị và các bạn, Emotiva được biết đến là một thương hiệu audio luôn cân bằng giữa chất lượng và giá thành sản phẩm. Thậm chí chất lượng còn vượt xa cả mức giá của thiết bị. Chiếc loa siêu trầm Emotiva Emotive RS13 là một sản phẩm ở phân khúc tầm trung, được trang bị một loạt những ưu thế kỹ thuật, mang đến khả năng xử lý những tín hiệu tần số rất thấp, nội lực và vô cùng mạnh mẽ. Loa Emotiva Emotive RS13 là mẫu loa siêu trầm thế hệ mới trong dòng loa Emotive Series tầm trung của Emotiva. Model này có một thiết kế hình thức cao lớn, cùng vẻ ngoài khá đơn giản nhưng có đôi chút mềm mại với những đường bo tròn ở các cạnh thùng loa. Gỗ HDF được sử dụng để chế tạo thùng loa cho mẫu loa siêu trầm này. Bề mặt thùng loa được hoàn thiện bằng lớp sơn satin màu đen ở mặt trước, kết hợp với lớp dán vinyl màu đen rất cứng cáp ở các vách thùng loa còn lại, giúp tăng độ bền cao và vẫn đảm bảo một vẻ ngoài trang nhã, hiện đại cho loa siêu trầm Emotiva Emotive RS13. Loa Emotiva Emotive RS13 được trang bị một tấm e-căng màu đen làm từ vải có hình đá giác, được gắn bằng nam châm có thể tháo gỡ dễ dàng. Phần đáy thùng loa còn được gắn chân đế cao su chống trượt và có tác dụng giảm chấn hiệu quả khi loa siêu trầm này trình diễn, góp phần đảm bảo chất lượng nguyên vẹn cho tín hiệu âm thanh. Bên cạnh một thiết kế hình thức bắt mắt, Emotiva Emotive RS13 được xem là mẫu loa siêu trầm tham chiếu có thể đánh đến quãng tám thấp nhất của phổ âm thanh với độ chính xác tuyệt đối và sức mạnh tuyệt vời. Loa Emotiva Emotive RS13 có khả năng tốt như vậy chính là nhờ vào hệ thống của loa chất lượng được tích hợp sẵn âm ly công suất cao. Loa subwoofer Emotiva Emotive RS13 được trang bị một củ loa subwoofer đường kính lớn 330,2mm, có màng loa được làm từ giấy, cho phép xử lý những giải siêu trầm thực sự xuất sắc mà nhiều đối thủ cùng tầm giá khó có được khả năng này. Củ loa subwoofer này sử dụng nam châm strontium fried từ tính mạnh và có một cuộn dây vây coil được làm bằng nhôm có kích thước 60mm chịu được nhiệt độ cao, cung cấp khả năng vận hành nhanh chóng, chính xác và tái tạo âm thanh giải trầm siêu mạnh mẽ. Phía trước của loa này được bao quanh bằng một vòng cao su và sở hữu một khung gầm bằng nhôm đúc rất chắc chắn, tạo nền tảng vững chắc để hạn chế rung chấn khi của loa hoạt động. Thay vì ở phía sau, một cổng thoát hơi dạng khe được đặt ở phía trước của thùng loa Emotiva Emotive RS13, đóng vai trò là cổng phản xạ âm, giúp điều hòa không khí bên trong thùng loa và tăng cường giải bass sâu hơn, nội lực hơn. Điểm đáng chú ý trong việc tạo nên sức mạnh tuyệt vời của loa siêu trầm này chính là mạch khuếch đại Class D được tích hợp bên trong, với công suất hoạt động liên tục lên đến 1000W và công suất đỉnh lên đến 2000W. Với mức công suất này, loa Emotiva Emotive RS13 có thể đánh giải trầm sâu tới mức 16 Hz trong quãng tần số từ 16 đến 240 Hz một cách dễ dàng, khiến bất cứ audiophile nào cũng phải ngạc nhiên. Ngoài ra, loa Emotiva Emotive RS13 còn sở hữu đầy đủ các tính năng cần có của một chiếc loa siêu trầm chất lượng. Người dùng có thể can thiệp và điều chỉnh liên tục các chế độ như pha, level và crossover frequency của mẫu loa siêu trầm này thông qua bảng điều khiển được đặt ở nóc thùng loa. Loa siêu trầm Emotiva Emotive RS13 không chỉ sở hữu một diện mạo mới mà còn mang đến cho người dùng một lựa chọn mới chất lượng hơn. Có thể trình diễn những âm bass rất sâu, sẽ rất thích hợp để chơi trong những hệ thống nghe nhạc, hệ thống xem phim hay những dàn karaoke tại gia. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi hy vọng sẽ phần nào giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về thiết kế và khả năng trình diễn âm bass của chiếc loa siêu trầm Emotiva Emotive RS13. Sản phẩm này hiện đang được phân phối độc quyền tại Audio Hà Nội. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 098 554 7788 để được tư vấn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.